Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm hoa hồng xoắn dây nhún. Để làm được một bông hoa như thế này, các bạn cần chuẩn bị cho mình là một đoạn dây nhún có kích thước là 70 x cho 8 cm, màu thì các bạn tùy chọn nhé, và kẽm, keo sáp và súng bắn keo và keo nến. Giờ mình cùng làm nha. Các bạn gấp, đầu tiên các bạn gấp như thế này cho mình. Các bạn gấp làm sao cho cái này vuông góc. Mình sẽ làm thật chậm, các bạn nhìn kỹ nha. Một tay các bạn để dưới này, tay này giữ trên này. Các bạn bẻ vuông góc này. Các bạn cứ làm đến như thế cho đến hết cái đoạn giấy này. Sau khi mình làm thì nó sẽ ra được hình dạng như thế này. Sau khi làm xong thì các bạn lấy keo nến cố định cái kẽm với cái này lại. Các bạn xoắn lại như mình nha. Cái này các bạn xoắn nhẹ tay thôi. Các bạn đừng xoắn quá chặt tay vì lúc mà làm hoa xong thì mình chỉnh hoa rất là khó. Các bạn cầm lỏng như thế này và điều chỉnh cho cái này bằng nhau. Sau đó mình đánh dây thun, mình cố định lại. Làm xong các bạn chỉnh lại cánh một chút cho nhìn cho nó đều. Mình sẽ làm lại một lần nữa để các bạn xem. Các bạn gấp vuông xuống nha.
Các bạn xoắn đều tay thì lúc mà làm lên hoa nhìn nó mới đẹp nhé. Xong rồi các bạn dùng keo sáp. Trước khi các bạn quấn cái này thì các bạn tỉa cái này một tí cho để lúc mà quấn xong thì nó sẽ đều hơn, nó đẹp hơn. Đây là thành phẩm của mình. Trong clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bó một bó hoa dây nhún dạng tròn. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau nhé.